Chợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chuyên đề xây dựng và bất động sản cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, cuối năm 2017, sau khi Hà Nội công bố sẽ quy hoạch 4 cây cầu mới bắc qua sông Hồng và sông Đuống, cùng quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030. Trong đó có nghiên cứu quy hoạch và khu đô thị hiện đại, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ tại khu vực phía đông Hà Nội bao gồm Đông Anh, Gia Lâm, Yên Viên và Long Biên. Vậy những điều chỉnh này sẽ tạo thành một khu đông Hà Nội như thế nào? Những khó khăn và thuận lợi của thị trường bất động sản khu vực này sẽ ra sao? Sau đây sẽ là nội dung đầu tiên mà chúng tôi đề cập tới trong chuyên đề xây dựng bất động sản tuần này với chủ đề Phát triển bất động sản phía đông Hà Nội, tiềm năng và thách thức. Nhắc đến khu đông thành phố Hà Nội, chúng ta phải nhắc đến huyện Đông Anh, gồm một thị trấn, 23 thị xã, diện tích 182,30 km2, dân số 375.000 người năm 2014. Huyện Gia Lâm gồm 2 thị trấn, 31 thị xã, diện tích 108,446 km2, dân số 190.194 người năm 2003. Quận Long Biên gồm 14 phường, diện tích 60,38 km2, dân số 271.000 người năm 2013. Đặc điểm chung của khu đông Hà Nội với khu nội đô là phải di chuyển qua các con sông như sông Hồng, sông Đuống. Cũng chính vì bị ngăn cách bởi các con sông, cùng với quan niệm đi qua cầu là ra khỏi thành phố đến khu vực ngoại thành kém phát triển, nên bất động sản khu đông Hà Nội dường như bị bỏ ngỏ nhiều năm, kéo theo sự phát triển hạ tầng chậm, thiếu sự đồng bộ. Thực tế, trên thị trường hiện nay, sự phát triển đang tập trung tại phía Tây và phía Nam Hà Nội. Từ hạ tầng, cơ sở vật chất, tiện ích xã hội đến các phân khúc bất động sản, các chủ đầu tư bất động sản tập trung đầu tư vào khu vực này với hơn 50% tổng lượng cung của cả thành phố. Nên là bất động sản ở khu phía Tây, các cái dự án bao gồm cả dự án văn phòng, bán lẻ, thương mại cho đến các dự án nhà ở phát triển ở khu vực phía Tây rất là nhiều. Mặt khác thì với khu vực phía Đông, thì một cách tự nhiên là cái khu phía đông nó cũng chỉ nằm cách cái trung tâm Hà Nội một con sông thôi, nên là cái về mặt địa lý thì rất là gần và thực ra rất là thuận tiện nếu như chúng ta phát triển được bất động sản ở phía đông vì cái khoảng cách rất là gần với cái trung tâm Hà Nội. Với mục tiêu xây dựng thủ đô Hà Nội phát triển bền vững, có hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ hiện đại, xây dựng thủ đô Hà Nội trở thành thành phố xanh, văn hiến, văn minh hiện đại, đô thị phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế, có môi trường sống làm việc tốt, sinh hoạt giải trí chất lượng cao và có cơ hội đầu tư thuận lợi, thủ đô Hà Nội đang là giải pháp được mong đợi bởi quỹ đất lớn, mật độ dân số ít, tiềm năng phát triển cao, đồng thời đáp ứng được mục tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao. Với định hướng phát triển khu đông Hà Nội cùng kế hoạch xây dựng những cây cầu mới, giúp gắn kết đẩy nhanh tiến trình tiến về trung tâm nội đô, góp phần thay đổi diện mạo khu vực này. Bên cạnh đó, nhu cầu bất động sản khu đông Hà Nội được dự báo sẽ tăng mạnh khi nguồn cung còn hạn chế và có sự vào cuộc của các doanh nghiệp bất động sản lớn. Với định hướng xác định Long Biên và Gia Lâm sẽ trở thành khu vực đô thị tập trung dân cư cao nhất ở tầng ngạn sông Hồng, ngày 26 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 với khu đô thị Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên phát triển dịch vụ thương mại, giáo dục, trung tâm y tế gắn với ngành công nghiệp công nghệ cao theo hướng các quốc lộ số 5 và quốc lộ số 1 đến năm 2030 dân số khoảng 0,7 triệu người. Khu đô thị Đông Anh phát triển thương mại, giao dịch quốc tế, công nghiệp kỹ thuật cao, du lịch sinh thái, giải trí gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khu di tích cổ loa, sông Thiếc và đầm Vân Trì. Hình thành khu thể thao mới của thành phố Hà Nội và quốc gia, trung tâm triển lãm thương mại Hà Nội và vui chơi giải trí của thành phố đến năm 2030, dân số khoảng 0,55 triệu người. Khu đô thị Mê Linh Đông Anh phát triển dịch vụ và các ngành công nghiệp sạch, kỹ thuật cao gắn với dịch vụ hàng không, sân bay Nội Bài, trung tâm trưng bày, hội chợ hoa và trung tâm khoa học công nghệ chuyên ngành hoa và cây cảnh. Đến năm 2030, dân số khoảng 0,45 triệu người. Trước thông tin này, nhiều chuyên gia dự đoán không chỉ thay đổi về quy hoạch, hạ tầng xã hội mà thị trường bất động sản tại khu vực Đông Anh, Gia Lâm, Yên Viên và Long Biên, hay nói cách khác là khu đông Hà Nội sẽ có những bước đột phá trong thời gian tới. Trong quận Long Biên cũng như Đông Anh thì
vẫn còn rất nhiều những cái khu vực đất trước đây nó đất nông nghiệp, rất nhiều các khu vực đất mà trước đây chưa được sử dụng và chưa chuyển đổi. Như vậy thì nó cũng đảm bảo được là có một cái quỹ đất nhất định có tiềm năng có thể phát triển được trong cái tương lai 10 đến 20 năm tới. Thì phía đông Hà Nội khả năng nó cũng sẽ là một trong những cái điểm đến đối với rất nhiều các cái người có nhu cầu thực về sử dụng nhà ở. Bên cạnh đó, cuối tháng 9 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo triển khai thực hiện 4 dự án cầu bắc qua sông Hồng, sông Đuống, gồm cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Đuống 2 và cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Trước thông tin này, ngay lập tức đã khiến cho bất động sản khu vực Đông Hà Nội trở nên nóng hơn nhiều, đẩy giá bất động sản của khu vực này lên cao. Nhu cầu sở hữu những dự án bất động sản chất lượng, khả năng sinh lời cao tại đây cũng vì thế mà không ngừng tăng lên. Cầu Nhật Tân cũng là một cái ví dụ mà đã tạo rất là nhiều cái thuận lợi cho khu vực quận Đông Anh. Sau này nếu như hoàn thiện được thêm 4 cái cầu mới nữa thì cái đấy nó sẽ mở rộng lớn hơn các cái cơ hội. Thì đấy là nói về cơ sở hạ tầng. Thế còn về các cái tiềm năng thì mình nghĩ là huyện Đông Anh đã có sẵn tiềm năng và tiềm lực là một trong những cái đơn vị, một cái khu vực mà có nhiều các khu công nghiệp sẵn rồi. Chúng ta cũng biết khu công nghiệp và thu hút được các cái nguồn đầu tư rất là lớn. Bất động sản đang phát triển song hành cùng với phát triển cơ sở hạ tầng. Các bạn nhìn thấy đường năm mới phát triển thì các bạn nhìn thấy đã nhìn thấy xung quanh là bất động sản công nghiệp. Các bạn nhìn thấy đường một cái hạ tầng nữa là cầu Nhật Tân, đường lên đường mới từ cầu Nhật Tân lên sân bay Nội Bài thì hai bên đều đã có những dự án có sẵn. Như vậy là những khu công nghiệp hoặc những khu dân cư mới sẽ song hành rất là chặt chẽ với hạ tầng. Nắm bắt được những cơ hội của thị trường, trong những năm gần đây, nhiều đại gia bất động sản không ngại rót tiền đầu tư với các dự án lớn như trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia lớn nhất châu Á, khu đô thị sinh thái Vinhome Riverside của Vingroup, dự án công viên văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí Kim Quy của Sun Group, tạo ra sự thay đổi tốc độ đô thị hóa, quy hoạch hạ tầng và kết nối giao thông đồng bộ, kèm theo nhiều tiện ích cao cấp đã thu hút một lượng dân cư đáng kể, trong đó có cả tầng lớp trí thức và thượng lưu chuyển về khu vực này. Thực tế cho thấy vài năm trở lại đây, hạ tầng khu Đông Hà Nội có sự phát triển vượt bậc với nhiều tuyến đường mới được nâng cấp và mở rộng, giao thông kết nối dễ dàng, có thể kể đến như đường Ngô Gia Tự, cầu Đông Trù, cầu Vĩnh Tuy, quốc lộ 5 kéo dài, hay gần đây nhất là việc đầu tư hai dự án tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường cầu Thanh Trì và tuyến cầu Bây Thạch Bàn, giúp mở rộng và kết nối liên hoàn với mạng lưới giao thông lớn ở khu vực cửa ngõ khu Đông thành phố. Theo các chuyên gia, sự phát triển của khu Đông Hà Nội có nét tương đồng với những gì đã xảy ra ở quận Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây do kết nối giao thông chưa thuận tiện nên quận Thủ Thiêm không phải là một địa bàn được người mua nhà ưa chuộng. Giá nhà ở đây còn mức thấp, từ 20 đến 25 triệu đồng một mét vuông. Đến khi hàng loạt cây cầu, đường hầm kết nối giữa trung tâm quận 1 với quận Thủ Thiêm xuất hiện, thị trường nhà ở thành phố Hồ Chí Minh đã dần phát triển hơn ở khu vực này. Giờ đây, Thủ Thiêm đã trở thành một trong những khu vực nóng của thành phố Hồ Chí Minh với nhà cao hơn nhiều so với trước đây. Nhiều dự án mở ra thu hút sự quan tâm của thị trường. Đường bộ thì trước đây có thể rất xa, nhưng nếu bây giờ có những cây cầu và những đường hầm thì khoảng cách trở nên rất ngắn. Ví dụ như là những khu vực như Long Biên chẳng hạn thì rõ ràng chúng ta đi qua cầu chỉ mất 5 phút thôi, 10 phút thôi là chúng ta có thể sang phố cổ Hà Nội. Hay là như ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta nhìn thấy là với cái việc có hầm Thủ Thiêm thì cái từ cái đất quận 2 từ Thủ Thiêm sang quận nhất chỉ mất 50 phút. Nó tạo ra một cái sự phát triển đột biến về bất động sản. Mà nếu chúng ta hình dung là chỉ mất 50 phút thôi thì sang bên kia cầu thôi thì cái giá đất nó chỉ bằng 1/3, 1/4 so với lại đất ở khu vực đã phát triển trước đây. Thì đó là một cái cơ hội rất là tiềm năng cho cái thị trường bất động sản ở phía Đông Hà Nội. Tiềm năng phát triển bất động sản ven sông đã được minh chứng qua sự phát triển của các thành phố lớn như Paris, London hay Seoul. Ở Việt Nam chúng ta cũng đã chứng kiến sự lột xác khi khánh thành cây cầu qua sông Hàn. Vậy với định hướng phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050, chúng ta hoàn toàn có thể vững tin về sự phát triển của bất động sản bên sông. Khu Đông Hà Nội mặc dù có tốc độ phát triển hạ tầng muộn hơn so với các quận khác, nhưng tiềm năng thị trường bất động sản vẫn được đánh giá khá cao bởi sở hữu quy hoạch tốt, mật độ xây dựng vẫn còn thấp. Tuy nhiên, song hành với những điều kiện thuận lợi,
khu đông Hà Nội vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức khi phát triển làm sao để đảm bảo được mật độ xây dựng và đúng quy hoạch, tránh được những vết xe đổ đã đi qua. Bài học tiền nhiệm về sự phát triển phá vỡ quy hoạch khi không lường trước được những khó khăn, phát triển chạy theo dự án có thể kể đến là khu đô thị Linh Đàm. Đây sẽ là một phần kinh nghiệm dành cho sự phát triển của khu đông Hà Nội. Cái mật độ ở Hà Nội thậm chí hiện nay là tương đương hoặc cao hơn mật độ ở Singapore. Nhưng mà đến Singapore bởi vì mô hình họ là xây nhà cao tầng, nên do đó trông thành phố rất là xanh bởi vì họ để lại khoảng trống trên mặt đất rất nhiều không gian xanh, không gian trường học tiện ích. Trong khi chúng ta là cùng với cái mật độ đấy, khoảng 400 người một mét hecta, thì chúng ta lại dồn nén xuống mảnh đất, cuối cùng là không có một chỗ nơi không gian trống để thở, để đi lại, để bố trí tiện ích cho người dân. Thì đấy là cái vấn đề về mô hình. Không phải ngẫu nhiên mà 10 năm qua bất động sản khu đông Hà Nội chưa thực sự thu hút được nhiều sự quan tâm. Mặc dù theo kinh nghiệm phát triển của các thành phố lớn trên thế giới, hướng mở rộng thành phố bao giờ cũng về phía có sông hoặc kết nối thuận tiện với sân bay, rất ít các thành phố phát triển theo chiều ngược lại. Cái kinh tế ở hai bên bờ sông nó chỉ phát triển được khi mà nó đồng thời gắn liền với cả những cái vấn đề về hạ tầng, trị thủy và các vấn đề về giao thông nó thuận tiện. Nhưng chúng ta lại gặp phải vấn đề là lũ lụt. Vì như sông Hồng chẳng hạn thì cái mực nước sông Hồng từ mùa cạn cho đến mùa lũ nó có thể gấp đến hàng vài chục lần. Tôi rất mong rằng là nếu Hà Nội chúng ta có những cái nghiên cứu, có những cái đầu tư cho cái việc mà chỉnh trị cái dòng sông về mực nước, về lũ cho nó điều hòa, êm ái hơn, thì sông Hồng sẽ là một cái tiềm năng phát triển rất là thú vị. Một trong những nguyên nhân còn được đưa ra và cho là thách thức lớn nhất hiện nay với việc phát triển các đô thị ngoại vi là tình trạng đô thị hóa tự phát và quy hoạch vẫn còn nhiều bất cập. Quy hoạch vẽ ra thì đẹp nhưng không thực hiện được, bởi rất nhiều quy hoạch một đằng nhưng xây dựng lại một nẻo, tiến độ không đáp ứng được đúng thời gian. Để phát triển thì thứ nhất là chúng ta cũng cần nguồn vốn đầu tư để cái quy hoạch, đặc biệt là cái quy hoạch dọc bên bờ sông, thì thứ nhất là cũng vừa cần những cái huy động vốn đầu tư cũng như là cần phải có thể là giải phóng mặt bằng. Thì những cái công tác như vậy có lẽ là cũng phải cần thêm thời gian, khi mà chúng ta đã nhìn thấy là cái quỹ đất ở khu phía Tây cũng khá là sẵn và đã có những cái mức độ phát triển nhất định. Thì đấy là những cái mà chúng ta có thể nhìn thấy những cái nước đi trước để chúng ta thấy là Hà Nội ở đâu và khu vực bất động sản phía Đông ở đâu. Người thực hiện thì ai đưa ra được ý tưởng hay hơn, tiềm lực tài chính của ai tốt hơn, và ai là người có thể cam kết và cam đoan được câu chuyện về tiến độ từ lúc bắt đầu cho đến khi bàn giao dự án để làm thị trường tốt hơn. Và khi chúng ta làm được một cái môi trường như vậy thì tôi nghĩ là nó sẽ thu hút và kích thích được rất nhiều các nhà đầu tư cũng như đảm bảo được cái sự phát triển tốt. Nhắc lại bài học kinh nghiệm từ việc sốt giá đất nền tại Đông Anh cũng tạo nên tâm lý lo lắng cho các nhà đầu tư khi chỉ trong vòng chưa đầy 8 năm kể từ năm 2010, giá đất Đông Anh đã trải qua 6 giai đoạn sốt nóng, đóng băng và băng sốt trở lại, cũng bởi thông tin quy hoạch phát triển hạ tầng để lại những hậu quả đáng tiếc. Thị trường bất động sản nó có đưa vào khai thác, có giá trị sử dụng hay không phụ thuộc rất nhiều vào vấn đề hạ tầng. Vì nên nếu chúng ta đi quá sớm thì chúng ta đành phải chờ thôi, đúng không? Nếu mà chúng ta chờ không được thì chúng ta có thể bị mắc kẹt. Vì vậy cho nên là cái thanh khoản của những cái thị trường bất động sản này nó khác với lại những cái bất động sản nằm trong phố và trong cái vùng lõi CBD. Vì ở vùng lõi thì dù là thị trường nó có thể không tốt, chúng ta vẫn có thể có giá trị sử dụng, chúng ta vẫn có thể khai thác, hoặc xấu lắm chúng ta vẫn có thể về đấy để dùng, tức là có giá trị sử dụng nhất định. Nhưng đối với lại những cái vùng mà đất nền mà ở vùng ven, nếu như cơ sở hạ tầng chưa đến thì rất khó có giá trị sử dụng. Vì vậy cho nên là các nhà đầu tư luôn luôn phải tính toán cho mình một cái tâm thế đầu tư. Rõ ràng với sự phát triển ồ ạt tại một khu vực sẽ tạo ra những gánh nặng không hề nhỏ cho hạ tầng giao thông, phá vỡ quy hoạch khi chạy theo dự án. Việc tìm kiếm một môi trường đầu tư mới, một quỹ đất mới, đảm bảo được công việc cho người dân, sự phát triển của khu vực, định hướng phát triển chung của thủ đô là điều rất cần thiết. Thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội được đánh giá là có những diễn biến khá tích cực theo định hướng phát triển chung của thủ đô. Thế nhưng để phát triển sao cho bền vững, đồng bộ với cơ sở hạ tầng, tránh được những rủi ro, đảm bảo giá trị cho tất cả các đơn vị tham gia sẽ là một câu chuyện không hề dễ. Hy vọng rằng với những bài học kinh nghiệm, những chia sẻ của các chuyên gia sẽ là một phần nào giúp phía Đông Hà Nội thực sự đạt được mục tiêu mà chính phủ giao. Đến đây, chương trình xây dựng và bất động sản cuối tuần cũng xin phép được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Để xem lại chương trình, quý khán giả có thể theo dõi trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin trên Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!